Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sám hối hay ăn năn. Sám hối có nghĩa là gì trong tôn giáo? Sám hối có nghĩa là vô cùng hối lỗi, xấu hổ và đầy hối hận. Mặc dù nó không bị giới hạn đối với họ, nhưng sám hối thường xuất hiện trong bối cảnh tôn giáo, đặc biệt như một danh từ như trong người ăn năn và ném mình dưới chân giám mục và cầu xin sự tha thứ và tội lỗi của mình. Cầu nguyện sám hối là gì? Nhà thờ tôn giáo, hành động sám hối là một phần của bí tích sám hối và được hối nhân cầu nguyện sau khi linh mục chỉ định việc đền tội và trước khi anh ta ban phép tội cho hối nhân. Lời cầu nguyện diễn tả bằng lời một hành động mang tính cá nhân sâu sắc, thu hút tình cảm và ý chí của một người. Làm thế nào để bạn sử dụng sám hối trong một câu? Thứ nhất, không tỏ ra ăn năn với các tội ác mình đã gây ra. Kẻ sát nhân từ chối nói rằng hắn xin lỗi hoặc tỏ ra hối hận với gia đình nạn nhân. Thứ hai, để tỏ lòng sám hối công khai, mục sư xin lỗi vợ trước toàn thể hội chúng. Sự khác biệt giữa hối cải và sám hối là gì? Thành phần cao cấp, ngắn gọn và ngọt ngào. Sám hối là một trạng thái của tâm trí hối hận, đau buồn, hối hận về việc gì đó mà người ta đã làm, sau này người ta công nhận là bất công hay tội lỗi. Sám hối là một hành động mà người ta thực hiện với hy vọng bù đắp cho một hành động tội lỗi, cho dù người ta có cảm thấy hối hận hay không. Lời cầu nguyện của sự xá tội là gì? Sau đây là hình thức xá giải cho người bệnh trong sách Common Prayer. Chúng ta, Chúa Giêsu Christ là đấng điện trái để giáo hội của mình để bào chữa cho tất cả những người tội lỗi trước sự ăn năn và tin vào Ngài. Lòng thương xót vĩ đại của Chúa tha thứ cho mọi tội lỗi và bởi thẩm quyền của Chúa đã cam kết với tôi đã tha thứ cho bạn khỏi mọi tội lỗi của bạn. Mọi tội lỗi có được tha thứ sau khi xưng tội không? Mặc dù hiện nay cần phải thú nhận riêng về tất cả các tội trọng, nhưng việc thú nhận các tội trọng được khuyến khích nhưng không bắt buộc. Nếu hối nhân quên để thú nhận một từ tội trong confession, các bí tích là hợp lệ và cho tội lỗi được tha thứ. Nhưng anh phải nói với các sinh tử bên cạnh xưng tội nếu có một lần nữa nói đến cái tâm của mình. Ai có thể tha thối tội từ một mình Chúa? Huyết của Chúa Giêsu đã tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Đối với đấng đã yêu thương chúng ta và rửa sạch tội lỗi của chúng ta trong chính huyết của Ngài, giáo hoàng và các linh mục bất kỳ người nào khác đều bằng xương bằng thịt, như họ không có thẩm quyền hay quyền lực từ Chúa Giêsu để tha tội. Hành động sám hối là gì? Được nghĩa về sự đền tội của một hành động tự hành xác hoặc sùng đạo được thực hiện một cách tự nguyện để thể hiện một nỗi buồn vì tội lỗi hoặc hành động sai trái khác. Một bí tích trong một số nhà thờ Cơ Đốc giáo bao gồm việc bắt tội, xưng tội với linh mục, chấp nhận hình phạt và xá tội. Tôi thú nhận tội lỗi là gì? Mặc dù không có danh sách chính xác của tội lỗi cần phải thú nhận với lãnh đạo chức thư tế, nhưng ngoại tình, tà dâm, các hành vi vi phạm tình dục và gian dâm khác và các tội lỗi có mức độ nghiêm trọng tương đương được bao gồm, nhưng việc sử dụng nội dung khiêu dâm có chủ ý và lặp lại. Ai tha thứ cho tội lỗi của chúng ta thì là Thiên Chúa hay Chúa Giêsu? Những lời hứa của Đức Chúa Trời để tha thứ cho chúng ta rất rõ ràng, và Ngài không nói dối. Các Kinh Thánh nói, nếu chúng ta xưng tội tội lỗi ta của chúng ta, Ngài thành tín chỉ và sẽ tha thứ cho chúng ta và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi điều gian ác. Làm sao chúng ta biết Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta? Chúng ta biết điều đó bởi Chúa Giêsu Kitô. Tôi không phải làm thế nào để sám hối. Cách duy nhất để ăn năn
là qua Chúa Giêsu Kitô. Tất cả những gì bạn phải làm là nhận ra bạn cần Ngài. Thành thật xin lỗi và tội lỗi của bạn và cầu xin Ngài tha thứ cho bạn và có một mối quan hệ trung thực với Ngài. Cầu nguyện đọc kinh thánh tham gia một nhà thờ tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Cảm giác tội lỗi có giống như hối hận không? Sự hối hận liên quan chặt chẽ đến cảm giác tội lỗi và sự oán giận bản thân. Khi một người hối tiếc về một hành động trước đó hoặc thực hiện, có thể là hối hận hoặc để đối phó với nhiều hậu quả khác, bao gồm các việc bị trừng phạt vì hành động hoặc sự thiếu sót. Tại sao chúng ta cần đền tội? Giống như tội lỗi làm tổn thương hoặc phá vỡ mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời và làm cho tâm hồn chúng ta bị bệnh. Sự sám hối là liều thuốc giúp chúng ta hướng lòng về đấng tạo hóa của mình. Sự xưng tội xóa bỏ tội lỗi đó khỏi đôi vai của ta. Sám hối giúp ta hướng tới một tương lai thánh thiện hơn. Thú tội có phải là cách duy nhất để được tha thứ không? Vì vậy, theo cách phân loại, thú nhận không phải là cách duy nhất để tội lỗi của bạn có thể được tha thứ, nhưng đó là cách duy nhất để bạn có thể hoàn toàn chắc chắn rằng chúng được tha thứ. Khi bạn thú nhận quyền năng của Đức Chúa Trời qua tiệc thánh đang viết lại quá khứ của bạn, theo cách mà những tội lỗi bạn đã thú nhận không thực sự xảy ra. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.